Xin chào các bạn, và đây là Sao Thể Thao. Chúng ta đang có mặt ở thủ đô Phnom Penh để theo dõi giải vật vô địch Đông Nam Á. Đây là buổi cân ký của các đô vật trẻ. Và trong số này thì đa số là những đô vật đến từ Việt Nam. Đô vật của chúng ta tham gia giải này rất đông. Và đội ít nhất theo tôi thấy là Philippines. Đây là các em chuẩn bị bước lên bàn cân. Ở giải vật vô địch Đông Nam Á này thì hạng cân bé nhất là 55 kg, và hạng cân nặng nhất là 125 kg, đúng bằng số cân của tôi. Đây là các hình ảnh các thiếu nhi, các bạn ở lứa 16 và 17 sẽ tranh giải. Và chúng ta có thể thấy là đây là một đô vật rất Ấn Độ, nhưng anh là người Singapore. Và đây là chúng ta sẽ đến với khu vực của thảm thi đấu. Ở đây chúng ta sẽ có 1, 2, 3 thảm thi đấu. Một đô vật Nam sẽ bước lên cân, tên là Ngọc Anh, thi đấu hạng cân 45 kg. Đối thủ của bạn là một đối thủ vô cùng cá tính đến từ Philippines, một mái tóc vô cùng ấn tượng. Bước lên cân. Và nhìn ánh mắt của trọng tài thì chúng ta có thể thấy là đô vật của chúng ta đã đủ cân. Và ngay lập tức tới bàn ký giấy. Chúng ta có thể thấy là đây là hai đô vật nam ở Việt Nam. Các đô vật của chúng ta ở giải này là rất đông. Đây là những lứa tuổi trẻ, nhưng chúng ta có thể nhận ra rằng chúng ta có đến hơn 20 đô vật tham gia ở các hạng cân khác nhau. Đô vật của Việt Nam. Chúng ta có thể biết là truyền thống môn vật ở Việt Nam rất mạnh. Ở những hàng mật vật ở Hà Tây, Bắc Ninh, chúng ta đang thấy một đô vật hết sức đồ sộ trong bộ đồ bó sát của mình, rất quyến rũ. Đây là bốn đô vật của Việt Nam, bốn đô vật trẻ. Chúng ta có thể nhìn ra thì các đô vật của chúng ta có thể nhìn hơn so với các đô vật các đội khác. Trái hẳn ở các môn thể thao khác thì môn vật vận động viên của chúng ta có thể hình tốt hơn, cũng như kỹ thuật tốt hơn, sự nhanh nhạy nhiều hơn. Đây, chúng ta có thể thấy đây là một đô vật của Philippines.
nhưng đằng sau có hình USA. Có thể đây là một đô vật nhập tịch, đô vật nhập tịch Mỹ của cha hoặc mẹ là người Philippines gì đấy. Đây là một đô vật rất đẹp trai và trắng trẻ, ở lứa tuổi 16-17. Chúng ta nhìn thấy những ánh mắt của các đô vật trẻ của chúng ta có vẻ đang có một sự thăm dò đối thủ để xem đối thủ có nặng hơn chúng ta hay không. Có một đô vật, hai đô vật đang làm cân, chứng tỏ là họ chưa đủ cân, họ đang phải chạy để đủ cân để kịp vào cân ký. Đây là những đô vật của tuyển Campuchia. Một phục vụ cân. Và vừa có một đô vật của Việt Nam cân xong. Chắc chắn đủ cân. Ký tên, nhận thẻ. Còn đấy là còn rất nhiều đô vật Việt Nam chưa được cân. Bên cạnh các đô vật của nước chủ nhà Campuchia còn có các đô vật của Philippines và Thái Lan đang chờ cân. Đây là giải vật Đông Nam Á nhưng không đủ 11 quốc gia Đông Nam Á tham gia. Ở đây chúng ta có thể nhận biết là chỉ có những đô vật đến từ Philippines, Việt Nam, Campuchia và Singapore, Thái Lan nữa. Đây là đô vật hạng nặng của chúng ta. Đây là đô vật của Việt Nam với một cân xong. Còn hai đô vật nặng nữa, họ chưa được lên cân, có vẻ là đang khá sút rồi. Khi mọi người đã về hết thì Việt Nam chúng ta vẫn còn hai đô vật trẻ ở hạng cân nặng, không còn ai cả. Hai đô vật của chúng ta đang chờ được cân kế. Vẫn còn rất nhiều sự xem xét đến từ ban trọng tài. Hai đô vật trẻ của chúng ta rất là sốt ruột rồi, trong khi đồng đội đã về khách sạn để nghỉ ngơi chuẩn bị thi đấu, hai đô vật của chúng ta vẫn còn phải ở lại chờ đến lượt mình được lên bàn cân.